Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Có chạy án trong phiên tòa chuyến bay giải cứu không? Báo Đất Việt ngày 29 tháng 7 có bài viết của tác giả Vô Viễn bình luận về phiên tòa chuyến bay giải cứu làm công luận Việt Nam phẫn nộ những ngày qua. Và đây là hình bài viết trên Báo Đất Việt. Theo đó, khi nói đến Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng Cục An ninh Điều tra, Bộ Công an, tác giả cho rằng Hưng đang chống đảng vì Hưng không chịu khuất phục đảng theo một cách là không nhận tội vì đảng muốn Hưng phải nhận tội. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị 18 năm tù, nhưng sau đó tòa đã tuyên án chung thân vì đây là một sự răn đe cho những thành phần có ý chống đảng, một bản án có tính răn đe thật mạnh, tác giả nói. Tòa kết tội Hưng là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tác giả cho rằng một tội như vậy mà xử chung với cụm hối lộ này thì đúng là sai. Và giờ đã công nhận sai. Vì bản chất của hai vụ khác nhau, nhưng vẫn đem xử chung như vậy thì rõ ràng là có vấn đề. Tác giả nói tiếp, phiên tòa này đúng là một vụ chạy án công khai. Quan tòa vận dụng tất cả tình tiết giảm nhẹ, nhưng lại không hề nói đến tình tiết phải tăng thật nặng. Đó là lợi dụng lúc dịch bệnh, nguy nan của người dân và nhận hối lộ nhiều lần, thực hiện hành vi nhiều lần. Trong bộ luật hình sự có điều khoản cho tội này. Nếu như các phiên tòa của Việt Nam có xử theo hướng chia từng phần, thì phiên tòa này là xét xử thành phần cóc nhái, vì tổng số tiền chỉ khoảng 165 tỷ đồng, trong khi vụ này là 4.000 tỷ đồng. Không biết cơ quan điều tra có khởi tố thành phần cọp, voi, lúc, sau hay không, hay đây là chính thức kết thúc cũng như chìm xuồng trùm cuối an nhiên. Tác giả cho rằng phiên tòa chuyến bay giải cứu lần này rất có thể là làm nền cho vụ Cactus Việt Á, nên có lẽ vì vậy mà Hưng đã bị tòa chơi tới bến như vậy. Điều này sẽ khiến cho tất cả bị cáo của vụ Cactus dễ ngoan ngoãn đi theo một kịch bản đã dàn dựng. Xem như kết thúc sơ thẩm thì bản án tử cho Kiên đã xuống còn chung thân và tăng án cho Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng cục lãnh sự, chắc tại bà này ăn mà không chịu ói. Nói chung, không ai bị tử hình là phiên tòa rất vui, vui như ta chơi xếp hình, muốn xếp sao thì xếp. Theo thông tin từ báo chí trong nước, chiều ngày 28 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án với 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu. Phiên xét xử kết thúc sau 18 ngày, sớm hơn 12 ngày so dự kiến kéo dài 1 tháng. Và đây là hình các quan chức tham nhũng trong vụ án này. Tòa đã tuyên mức án cao nhất là tù chung thân về tội nhận hối lộ đối với 4 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao; Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế; Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an; Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Luật sư Ngô Anh Tuấn từ Hà Nội bình luận về các bản án cho rằng, đối với một số quan chức khác thì mức án khá thấp và nêu ví dụ về trường hợp của ông Chử Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, người bị tuyên án 3 năm tù giam vì nhận hối lộ 2 tỷ đồng. Khi duyệt và ký chủ trương cho doanh nghiệp được đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về cách ly tại Hà Nội. Trong thời gian nghị án, tập thể 71 cán bộ và giáo viên thuộc trường Trung học phổ thông Lê Lợi, quận Hà Đông, Hà Nội đã gửi tâm thư đến hội đồng xét xử, bày tỏ mong muốn cấp sơ thẩm xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông Dũng. Tôi không hài lòng với mức án của ông Dũng vì có khá nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng cũng có nhiều tình tiết tăng nặng, nên khi xem xét thì tùy vào đó mà có thể vượt khung. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Có chạy án trong phiên tòa chuyến bay giải cứu không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Cải tổ tư pháp để chống tham nhũng.
Báo AFA ngày 28 tháng 7 có bài viết tiếp tục về chủ đề chuyến bay giải cứu. Theo đó, AFA đã phỏng vấn tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu, phản biện chính sách độc lập về bản án mà tòa đã tuyên dành cho các bị cáo. Và đây là hình bài viết trên AFA. Ông Nguyễn Quang A cho rằng, tôi nghĩ rằng 4 án chung thân là thấp hơn so với khung hình phạt của luật, bởi vì trong khung hình phạt của luật rất khắc nghiệt. Đánh giá tác động về mặt được cho là có tính tuyên truyền thông qua đại án này. Ông nói, có thể nói rằng việc tuyên truyền đó là có hiệu quả đối với người dân, bởi vì người ta được trấn an, được mơn trớn rằng tất cả mọi thứ đều rất là nghiêm túc. Nhưng mặt khác, nếu chúng ta xét lại những sự tréo ngoe của phiên tòa này, thì chúng ta thấy rằng nền tư pháp của Việt Nam còn có những sự bất cập hết sức nghiêm trọng. Đề cập đến một số khía cạnh mà ông gọi là tréo ngoe hay bất hợp lý, bất cập trong đại án này, ông Nguyễn Quang A nói, người ta không trọng chứng cứ, người ta chỉ dựa vào một phán xét của một cơ quan hay một người nào đó nói rằng cái này là phạm tội. Nếu thực sự ở một nền tư pháp độc lập, phải trọng chứng cứ hơn là khẩu cung, và trong trường hợp của Hoàng Văn Hưng, tòa sẽ phải tuyên ông Hưng là vô tội hoặc trả lại hồ sơ để điều tra tiếp, để tìm ra bằng chứng có thật là ông ấy đã nhận số tiền hối lộ mà người của ông Tuấn đưa cho. Theo ông Quang A, đây cũng là một nội dung được mạng xã hội Việt Nam trong thời gian diễn ra phiên tòa bàn luận nhiều, và ông cho rằng việc công luận bàn tán như vậy là đúng đắn. Theo ông Nguyễn Quang A, tới đây, trong khuôn khổ của chiến dịch xử lý tham nhũng được gọi là đốt lò do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và ban lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam tiến hành, tiếp tục sẽ có thêm các vụ án, vụ việc khác, trong đó có các đại án, chẳng hạn như vụ Kites Việt Á, được đem ra xét xử và ông đưa ra dự đoán của mình. Rằng dự đoán của tôi là nó cũng sẽ diễn ra na ná như kiểu của vụ chuyến bay giải cứu này, tức là sẽ dừng lại ở một số vị trí nào đó, trên mức ấy cũng sẽ dừng lại và cũng trọng cung hơn trọng chứng và không đặt nặng vấn đề có lợi cho bị can. Và đây là hình châm biếm chuyến bay giải cứu. Bình luận vẫn trên quan điểm riêng của mình về việc có ý kiến cho rằng ban lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam thông qua chiến dịch đốt lò và các phiên tòa xét xử như với vụ chuyến bay giải cứu đang sử dụng chiến dịch này như một chiêu thức để chứng minh tính chính danh của chính quyền mà lâu nay được thiết lập không cần thông qua các cuộc bầu cử dân chủ, tự do, công bằng, có cạnh tranh đảng phái đối lập theo chuẩn mực chính trị quốc tế và do đó có thể kéo dài bao lâu cũng được, sự lãnh đạo của mình tùy ý, ông Quang A nói. Ý kiến của tôi là thế này, riêng vấn đề chống tham nhũng chỉ có thể giảm tham nhũng mà thôi, và độc quyền vẫn có thể chống tham nhũng được, nhìn vào tấm gương của nước Singapore. Singapore cũng là một nước có độc tài, vấn đề ở đây là vấn đề quản trị công. Quản trị công tốt là gì? Tức là những quan chức nhà nước phải tận tâm với việc quản trị đất nước của mình, không có liên quan gì đến đa đảng hay là dân chủ ở đây cả. Governance là một lĩnh vực có đầy sách và theo tôi là những nhà ra quyết định của Việt Nam biết về lĩnh vực ấy chứ không phải là không. Ông Nguyễn Quang A nhấn mạnh rằng muốn chống tham nhũng cần phải có quản trị tốt cộng với lương công chức tử tế, tư pháp độc lập hay nói cách khác là cần nền pháp trị với tinh thần và nguyên tắc không ai, cơ quan, cá nhân nào được đứng trên luật pháp. Phải có minh bạch, báo chí độc lập và xã hội dân sự lành mạnh. Tuy nhiên, ông nói, rất đáng tiếc, ở Việt Nam xét các nguyên tắc ấy, chúng ta thấy rằng thiếu nền pháp trị, thiếu tư cách độc lập, lương công chức thấp, không có báo chí độc lập, xã hội dân sự bị kiềm chế. Vậy thì làm sao nói là chống tham nhũng được? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin cải tổ tư pháp để chống tham nhũng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.